Nhớ tôi không nè? Hey, cô cảnh sát túi túi. Không, thật ra là sĩ quan Hot và tôi đến đây để hỏi anh vài chuyện về một vụ án. Chuyện gì vậy cô xé vé? Có người nào trộm đồ của cô à? Không phải tôi đâu. Hey, cẩn, cô sẽ làm con tôi thức dậy. Tôi còn phải đi làm nữa. Đây là chuyện quan trọng đó anh. Tôi nghĩ qua kem 10 đô chờ lâu một chút cũng không sao. Tôi kiếm được 200 đồng một ngày đó, gái. 365 ngày một năm, từ năm tôi 12. Thời gian là tiền bạc, lui thì đi. Anh cứ nhìn qua bức hình đã. Anh bán cho ông Otterton một que cà rem hả? Anh biết ổng không? Ai tôi cũng biết hết. Và tôi còn biết ở ngoài kia có một cửa hàng bị mất thú nhồi bọng, nên tại sao cô không quay trở lại trong họ? Được, bây giờ anh muốn kiếm chuyện chứ gì? Cô đang khóa xe của tôi à? Liệt White, anh đã bị bắt giữ. Tội gì? Làm tổn thương cô. Về cái tội trốn thuế. Yeah, 200 đô la một ngày, 365 ngày một năm, từ năm 12, tức là 2 thập kỷ, nhận với 20 ra kết quả là 1 triệu, cộng với 465 ngàn đồng, đúng chưa? Chắc rồi. Tôi chỉ là thỏ khờ khạo, nhưng bọn tư nhân thì không ai bị, dù sao thì dựa theo hồ sơ đóng thuế của anh đã báo cáo, để tôi xem. Zero! Thật không may cho anh đi, nhận lệnh báo cáo thuế là một tội có thể bị trừng phạt. Tắt đi, tắt đi. 5 năm tù giam. Well, cô lấy gì mà tố tôi? 365 ngày một năm, từ năm tôi 12. Thực ra là chính anh đã tự tố cáo mình. Và nếu anh muốn có cây bút, anh sẽ phải giúp tôi tìm người này rái cá mất tích. Hoặc là anh sẽ phải vào bán cà rem trong căng tin nhà tù thôi. Đó mới là lừa đảo rất kinh. Cậu đã bị cổ lừa. Cảnh sát lưu nhìn đi. Cậu sẽ cần một cái này. Vui nha, chúc ngày tốt lành. Bắt đầu đi. Tôi không biết ông ở đâu, tôi chỉ thấy chỗ ông đi. Tuyệt, đi thôi. Trả lời cái đâu? Những nơi như chỗ đó không phù hợp cho một cô thỏ xinh xắn. Đừng gọi tôi như vậy, vào trong xe đi. Ok, tuân lệnh sếp.